mới đây, một đơn vị kinh doanh xe cũ chào bán xe Chevrolet Captiva 2016 với giá 545 triệu. Đây là một mức giá cực hời đối với một chiếc SUV gốc Mỹ từng được xem là đối thủ đáng gờm của Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Trước đây, Chevrolet Captiva được GM Việt Nam phân phối dưới dạng xe lắp ráp trong nước. Năm 2018, GM chuyển nhượng lại hệ thống phân phối cho VinFast. Cũng từ đây, một loạt mẫu xe Chevrolet trong đó có Captiva phải ngừng bán do quá ế ẩm. Tại thời điểm ngừng bán, giá xe Chevrolet Captiva khoảng 879 triệu. Như vậy, sau 7 năm vận hành, người mua sẵn sàng chịu lỗ 334 triệu cùng khoản tiền lăn bánh cho khách mua xe. Khảo sát các showroom xe cũ, rất nhiều xe Captiva 2016 được chào bán với mức giá này. Mức giá 545 triệu của chiếc che. Rolex Captiva 2016 tương đương giá xe Toyota Vios 2022 bản é e giá niêm yết 478 triệu. Chevrolet Captiva 2016 sở hữu ngoại hình hầm hố, nam tính, đậm chất mỹ với kích thước khá lớn với chiều dài 4.673 mm, rộng 1.868 mm, cao 1.756 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.707 mm. Phần đầu xe hơi gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn chia hai tầng và tạo điểm nhấn bằng thanh chrome sáng bóng. Đèn pha của xe kết hợp với cụm đèn chiếu dáng ban ngày dạng LED tạo hình chữ L bắt mắt. Phần thân xe xuất hiện những đường gân dập nổi, nam tính với bộ mâm đa chấu cỡ lớn và gương chiếu hậu đồng màu thân xe, chỉnh điện. Đuôi xe tích hợp cản sau tăng tính thể thao. Phía dưới là cụm ống xả hình thang kết hợp với cụm đèn hậu dạng LED. Khoang nội thất bên trong được bao phủ bởi lớp da bọc màu đen. Ghế lái trên xe chỉnh điện 8 hướng cùng khả năng ghi nhớ 3 vị trí. Xe sử dụng vô lăng 3 chấu tích hợp nút bấm điều khiển tiện ích. Khoang hành khách phía sau mang đến cảm giác thoải mái cho những người có tầm vóc cao to. Các hộp đựng đồ được bố trí giải rác khắp nơi trong khoang lái. Giữa hai hàng ghế tích hợp khay để cốc. Bên trong bọc da màu đen. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và nhớ 3 vị trí. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều tiện ích. Khoang hành khách phía sau có không gian thoải mái và hộp đựng cốc nằm giữa hai hàng ghế sau 7 năm sử dụng, một vài chi tiết trên xe đã có dấu hiệu xuống cấp. Bù lại, những tính năng an toàn trên xe vẫn đầy đủ gồm camera lùi, túi khí, cảm biến va chạm. Chevrolet Captiva 2016 được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.4 lít, cho công suất cực đại 165 mã lực và mô men xoắn tối đa 230 Nm. Khối động cơ này nhận sự hỗ trợ của hộp số tự động 6 cấp. Xe cộ XXX